Hello cả nhà, hello hello. Thì cũng như thường lệ, lời nói đầu tiên em xin kính chào tất cả quý bà con, cô chú bác, quý anh chị, bạn bè gần xa, chị em bà con bên nội bên ngoại, chị em ở trong nhà và chị em ở ngoài luôn ha. Em xin kính chúc tất cả mọi người lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn, sức khỏe dồi dào, thân tâm thì luôn an lạc nhé cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay cả nhà hãy tiếp tục gọi là đồng hành cùng em đi cắm trại trên xe nữa nhé cả nhà. Thì hôm nay em đi đâu em sẽ cho cả nhà xem nha. Tại vì cả nhà biết không, mùa hè rồi, tuần nào ta nói hả, cuối tuần là vợ chồng em đi cắm trại rồi cả nhà ơi, đi cắm trại. Thì bây giờ dịch nó cũng nhiều quá rồi, bây giờ không có dám đi mấy cái chỗ mà đông người á cả nhà, nó đi vô chỗ cái đường mà ta nói đường mà không có đèn, ta nói đường tối hù tối thui, ở trong cái vùng vùng quê á cả nhà, vùng quê á xa xa mà ta nói không có nhà đó cả nhà. Thì đi kiếm chỗ ngay cả nhà. Nói chung á thì chồng em á cả nhà suốt ngày đi làm hoài à, cái khu vực thành phố em đang ở á, thì ổng cũng không có biết đường nhiều nữa cả nhà ơi. Thì mỗi lần đi du lịch cắm trại vậy nè cả nhà, thì bắt đầu đi kiếm chỗ coi có chỗ nào để mà dừng chân không, tại vì mình ngủ ở trên xe cả nhà thì có chỗ nào đó mình đậu lại cái chiếc xe mình ngủ là được rồi cả nhà ơi, cho nên là phải đi kiếm. Đó rồi cả nhà thấy không, đường đèn thì ta nói không có đi, thì ta nói trời ơi đi đâu mà ở trong bà hóc bà hó gì không cả nhà. Thì cũng không biết làm sao thôi, thì cũng đành theo ổng, tại hiện từng đi có ngày một rồi cả nhà ơi, tranh thủ đi về ổng còn đi làm nữa cả nhà ơi. Nói chung là chồng em nó tham tiền hơn là nó tham vợ. Nói đùa với cả nhà vậy thôi, chứ ở bên Hàn Quốc này cả nhà thì phải đi làm mới có ăn cả nhà ơi, chứ không có đi làm là người ta không có cho đâu, mà cái gì nó cũng cao hết trơn á cả nhà, thì buộc ổng phải đi làm. Ổng đi làm ổng đem tiền về cho mình xài, mình cảm ơn ổng không hết nữa. Đúng không cả nhà? Thì thôi, hôm nay cả nhà hãy cùng em đi cắm trại nữa nha cả nhà. Thì hôm nay đi cắm trại như thế nào em sẽ cho cả nhà xem nha. Thì em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều, trong thời gian qua cả nhà đã cùng em đồng hành cùng em nha. Và em cũng mong là cả nhà hãy tiếp tục đồng hành cùng em bằng cách là nhắn like, share, chia sẻ, nhớ đăng ký kênh ủng hộ em với nhé cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thì cũng như thường lệ cả nhà biết không, đến cái chỗ mà dừng chân rồi thì bắt đầu cha con á cả nhà cặm cụi chuẩn bị chỗ ăn chỗ ngủ nha cả nhà. Và bắt đầu cái miếng này miếng nệm này cả nhà, không phải miếng nệm, cái miếng mà mình thổi gió vô cái nó giống như cái miếng nệm vậy đó cả nhà, nhưng mà cái miếng này nó cao cả nhà, nó dày giống như là cái miếng nệm mình vậy đó, cái chiều cao của nó đó cả nhà. Thì khi bơm hơi vô cho nó đầy lên thì nó rất là chắc nghe cả nhà, chắc dữ lắm, chắc luôn. Thì cũng như mọi khi hai cha con nó dọn dẹp á thì em cũng tiếp tục quay phim. Chứ đâu biết làm gì đâu cả nhà. Nó mấy cái đồ này thì để đàn ông con trai lớn nó làm, trời ơi có chồng có con làm gì, đúng không cả nhà? Có chồng có con thì mỗi việc ra ngoài chơi thì chồng con phải lo, chứ mình ra ngoài mình chơi thì mình chỉ mỗi việc là mình chơi thôi cả nhà, mình phải hưởng thụ chứ, đúng không cả nhà? Chứ suốt ngày ở trong nhà làm việc nội trợ người ta nói không ai phụ hết trơn, làm giống như con khùng vậy. Đâu ai phụ đâu. Nói chuyện nghe mắc cười quá. Không này thiệt nghe cả nhà, này thiệt à, làm việc nhà không ai phụ em đâu cả nhà ơi. Đó bây giờ ra ngoài rồi lựa cơ hội với chị hả, chết chị nghe cưng, cho cha con nó làm em hưởng thụ nhé cả nhà. Thì xong một chút thì cũng xong rồi nè cả nhà, nó cả nhà thấy không, rất là thẳng và đẹp nha cả nhà. Thì xong rồi cái cả nhà biết sao không, hai cha con bắt đầu hai cha con nằm ăn bánh nha cả nhà, bắt đầu em lén 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 xuống dưới để em quay phim, em cho hai cha con nó lên sóng luôn cả nhà. Thấy sướng không cả nhà, cả nhà thấy sướng không đó, hai cha con bắt đầu đứa thì coi coi gì ta, coi YouTube cả nhà, coi YouTube rồi hai cha con nằm ăn bánh gì đó, coi cả nhà thấy sướng không. Bắt đầu em thì lựa cơ hội cả nhà, lựa cơ hội tranh thủ chụp liền, quay liền. Dạ thôi cả nhà ơi, thì cũng khuya rồi, giờ em xin phép cả nhà em ngủ, và sáng mai đi đâu em sẽ cho cả nhà xem nha.
Dạ đây cả nhà ơi, thì sáng sớm cả nhà bắt đầu nấu cơm ăn nghe. Cả nhà nấu cơm thì cái cơm này là em mua sẵn như vậy này cả nhà, thì mình bỏ vô mình nấu khoảng chừng 1 phút 30 giây là xong, mà cả nhà không cần phải nấu cơm, rất là nhanh gọn lẹ luôn cả nhà. Cả nhà thấy nhanh gọn không? Nó đơn giản thôi và đồ ăn thì cũng đầy bàn. Ai mà chúng nó xuất nhập vào mùa không có gì ăn đó là cái thằng đi chứ goppolo đi gặp chứ không yêu ấy thằng em mới mà tao vào đi 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 cái này giống đi bụi luôn cả nhà, đi bụi. Ở đây á cả nhà, người ta câu cá nhiều dữ lắm luôn á cả nhà ơi. Xin cho cả nhà xem nha. Ở đây cũng có nè, sau lưng em cũng có. Nhưng mà ở đây á, nó gần cái đường đi nó ồn quá cả nhà. Thì hai cha con đó cả nhà. Thì hai cha con nó cả nhà ăn uống xong cà phê cà pháo xong rồi hai cha con nó dọn nhà nghe cả nhà đó. Và em thì cũng tiếp tục công việc làm YouTuber của em là đứng quay. Mắc cười quá. Nói chung thì cuộc đời YouTuber mà cả nhà hay biết sao giờ, thì hai cha con nó lay quay thì cũng dọn xong rồi cả nhà đó. Rồi em đi quay cảnh một chút xíu cho cả nhà xem. Hết chỗ đi rồi đi dọn ra ngay cái chỗ mà nửa giữa đường lộ. Giữa đường lộ ngồi nấu ăn nấu uống vậy đó. À, cả nhà thấy không? Xe nó đi qua đi lại, nó đi qua đi lại. Thôi hai cha con nó đã dọn xong hết trơn rồi cả nhà. Bây giờ em tiếp tục cuộc hành trình nữa nghe cả nhà. Cả nhà hãy tiếp tục cùng em đi cắm trại nữa nha. Let's go. Vòng vòng rồi không biết đi đâu, cái ai qua gặp cái chỗ này nè cả nhà. Cho cả nhà cái chỗ này mà cắm trại một cái là quá tuyệt vời, ông mặt trời luôn cả nhà. Nhưng mà ở đây cũng nhà dân người ta sống cả nhà ơi. Và ở đây có mộ nè, mộ phần của người ta quá trời luôn. Biết đi đâu đi kiếm mà vòng vòng đi vô núi rồi cả nhà, trong rừng trong núi
cái lá này giống cái lá rau má gì hay cả nhà ha. Không biết cái lá gì luôn, giống rau má quá trời. Cái cây này là cây hạt dẻ nè cả nhà. Bây giờ nó ra cái trái như vậy rồi nè. Đụng nó chắc nó đau dữ lắm trời. Nó cây hạt dẻ nha cả nhà. Cây này rất là to luôn á, quá trời to luôn chỗ này. Và chỗ này không có ai hết trơn á cả nhà ơi, có mình gia đình em à. Ở đây là trong rừng á cả nhà, trong mà hốc bà tó không biết đi đại luôn. Lần đầu tiên vô đây luôn. Đi đại chui đại thì thấy có chỗ này nó quá rộng. Rồi dừng chân tiếp chỗ này luôn cả nhà ơi. Nhưng mà ở trên này là mộ mã người ta quá trời nè. Toàn là mộ mã không nghe cả nhà. Còn là mồ mã và gừng muối không à. Dạ, ở đây có một cái mương. Cái mương này theo em nghĩ là cá ở đây nó nhiều lắm luôn á cả nhà. Nhưng mà là do những vấn đề mình đi á, mình không có câu cá á cả nhà. À, cái mương này là chắc cá nhiều lắm luôn á. Nói chung thời Covid thì đi cắm trại như vậy thôi cả nhà ơi. Cái tiếng con ve sầu nó kêu quá trời luôn cả nhà. Dạ thôi cả nhà ơi, thì hôm nay em xin tạm dừng cái clip tại đây nghe cả nhà. Và em cũng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu mà cùng gia đình em đi cắm trại một ngày và một đêm nghe cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Thì cũng như thường lệ, em cũng xin kính chúc cả nhà lúc nào cũng gặp nhiều điều may mắn, sức khỏe dồi dào, thân tâm thì luôn an lạc nghe cả nhà. Và em cũng mong là cả nhà hãy tiếp tục đồng hành cùng em bằng cách là nhắn like nè, share, chia sẻ để giúp em cái kênh của em mỗi một ngày một phát triển với nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Dạ thôi thì em cũng xin chào tạm biệt cả nhà. Và em xin hẹn gặp cả nhà vào clip sau nữa nha cả nhà. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.